Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game Kawin nhá. Hôm nay thì mình sẽ lại vào chơi cũng là kiếm tiền trên tựa game Kawin. Đa phần thì những anh em xem video của mình, anh em sẽ thấy là mình chơi ở trên Sixbo, Baccarat, siêu xe rất là nhiều đúng không ạ? Những cái tựa game mà nhiều cửa. Thì tại sao mình lại hay chọn những con game nhiều cửa thì chia sẻ với anh em một chút. Đối với những con game nhiều cửa ấy thì cái tỷ lệ win của ta nó sẽ cao hơn, nhưng đồng thời cái lãi mà anh em sẽ thu lại nó sẽ ít hơn so với cái số vốn mà anh em bỏ ra. Nên là anh em sẽ cần cân nhắc về cái phương pháp chơi. Anh em có thể làm quen dần với những cái phương pháp mình chia sẻ với số vốn nhỏ, từ những cái số vốn nhỏ trở lên. Anh em hiểu không ạ? Đấy. Ok, thì hôm nay mình sẽ vào kiếm tiền tiếp, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ Sixbo Mini nha. Lag này. Sixbo Mini nó là một trong con game mình thấy là nó khá là ổn. Đây. Anh em xem là tại sao mình nói là nó là ổn nha. Khi mà anh em nắm được cái quy luật của nó rồi thì cái phương pháp đánh của ta rất là dễ thôi. Hai chẵn rồi thì anh em cứ theo chẵn giúp mình. Mình cứ bẻ ít thôi anh em ạ. Anh em cứ hạn chế bẻ cho mình. Ok, 4 lẻ đấy. Xin lỗi anh em, 4 chẵn. 4 chẵn thì anh em bắt đầu bẻ nha. Rồi ok, bẻ thành công luôn. Đấy, rất đơn giản. Chúng ta đã lãi được khoảng 500k đúng không ạ? Nhưng mà cái phương pháp ấy, nó là cái phương pháp cầu thì mỗi ngày nó sẽ khác nhau, không phải là lúc nào cầu nó cũng dạy như thế, không phải là cứ auto là anh em đánh hai chẵn rồi ba chẵn bốn chẵn thì anh em bẻ nó về đâu. Có lúc thì nó đúng như vậy đúng không ạ, bởi vì cái thuật toán của nó thì nó sẽ chạy random, nên là chúng ta sẽ cần chú ý giúp mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục check tiếp đi, phải check anh em nhá. Đấy, 411 này đánh về lẻ đi, bắt cái dây cầu 11 đã, mình cứ đánh từ nhỏ lên cũng được. Rồi tiếp tục bắt 11. Ôi, hai lẻ rồi, hai lẻ rồi thì đánh chẵn đi, gấp đôi lên. Rồi ok, đấy, đơn giản đúng không? Tay này thì mình sẽ đánh với lẻ để bắt dây cầu, đó là cầu 121. Đánh nhỏ thì ok đúng không ạ? Bắt cầu 122 thì về 50k thôi. Bám, cứ bám theo cầu mà đánh thôi. Đấy, ok chưa? Test nha. Test đã. Vẫn về chẵn tiếp này. Ok, thế mình sẽ theo. Bây giờ thì cầu về chẵn thì theo chẵn, về lẻ theo lẻ. Về lẻ thì ôi quên, không nâng lên gấp đôi rồi. Rồi ok, tiếp tục này, theo tiếp, cứ theo đã, theo một tay nữa, hợp lý đấy, đúng cầu tiến 123 luôn. Anh em thấy nhanh không, vèo cái từ 4m hơn anh em đã lên được 5m rồi. Thì cái phương pháp này nó rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần đánh nhỏ thì nó sẽ an toàn hơn. Tại vì cái tâm lý của những anh em thì mình hiểu quá là rõ rồi, đánh những tay nhỏ anh em rất là tự tin đấy, vào những tay lớn anh em đều run run. Mà lâu lâu đó đánh cái tay lớn mà anh em gãy thì anh em lúc này cái tâm lý sợ hãi của anh em ngày bắt đầu tăng lên, tức là tâm lý sợ thua ấy. Cái tâm lý này thì hầu như ai cũng có, tại vì không ai muốn thua cả. Nên là anh em càng sợ điều gì cũng giống như kiểu cuộc sống ấy, càng sợ điều gì nó lại càng đến anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng check nha. Mạng hơi lag một tí. Ok, 4 và cái gì nhỉ? Vẫn về chẵn, hai chẵn rồi thì bắt về chẵn tiếp đi. Ôi về lẻ rồi, cầu lùi 321 anh em ạ. Thế thế này bắt chẵn tiếp này. Vẫn về lẻ, cầu 323 anh em ơi, test đã, test đã. Đấy, tham tí này anh em thấy không? Quánh 200k tham tí là toang luôn. 211 thế thế này bắt chẵn đi. Ok rồi đấy. Test đã, cứ test cầu kỹ kỹ tí. Vốn nhỏ thì mình cứ lại ít thôi, ba chẵn rồi, ba chẵn này bắt về lẻ đi. Mạng lag quá anh em ạ. Bắt tiếp về lẻ nha. Rồi ok, lại lên 5m như bình thường đúng không? Tầm này kiểu hành trình tầm này là hành trình gỡ gỡ thì đã. Rồi ok. Lên thêm một lẻ nữa là đẹp. Chuẩn luôn anh em ạ. Ui giời, nó phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời đúng không? Thế thôi nhá, hôm nay dừng ở đây thôi, kiếm hơn mờ, mỗi ngày kiếm một chút. Ok, cách chơi rất đơn giản, nhưng nó hiệu quả là được. Ok, đã đăng ký thành công. Rồi, video này mình cũng sẽ dừng lại ở đây nhá. Anh em có thắc mắc gì có thể bình luận xuống dưới video này, mình sẽ chia sẻ và giải đáp thắc mắc cho anh em. Và link tại game mình sẽ để dưới phần mô tả như phần bình luận dưới video cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo của mình. À mà một điều nữa này, không nói thì lại quên, thì anh em người mới anh em xem nhớ là đăng ký kênh giúp mình và cho mình xin một like nếu mà anh em thấy video này hay nha anh em nhé.